Nè nhớ nha, dù gặp khó khăn gì cũng phải kiên cường để đối diện. Cậu mợ sẽ mãi mãi ủng hộ các con, biết chưa? Dạ biết. Ba phim Việt Nam phát hành bộ phim Ba Họ Một Nhà. Quyết định của mợ. Có phải hay không vậy? Tình tiết vậy sao ai giết vậy? Nè Đại ca Nguyên, giờ anh nói chuyện điện thoại với ai mà sao say sưa dữ vậy? Mợ ơi, lúc nãy chưa quyết luận hề lắm, xém chút ăn luôn phần của mợ cũng may cậu phát hiện. Bánh bột nếp với kem này là của cậu đã dành cho mợ đó. Cảm ơn. Phải rồi, bánh bột nếp với kem ngon lắm, nhưng mà dù sao cũng đâu có bằng trôi nước đúng không? Mọi người biết đó, đêm 30 mà không có trôi nước đâu có ý nghĩa gì. Cưng ngon, sao trước cần ăn? Cô May vẫn còn kịp thời gian chuẩn bị lì xì, chứ nếu không ngày mai là mùng 1, không có lì xì thì khó coi vô cùng. Ý chà, cái gì vậy? Michael lấy tặng giải thưởng cho Muối Muối, nên em ăn gì đi? Con người anh cũng ngộ thiệt. Con người của ảnh khó hiểu lắm. Thực tế ảnh không chú trọng giải thưởng này. Vậy cũng phải. Bây giờ ảnh là đạo diễn của Hollywood mà. Những giải thưởng này nhỏ xíu như vậy, ảnh làm sao để tâm? À phải rồi. Lúc nãy ảnh gọi điện đến là tin mừng hay tin buồn vậy em? Tin buồn gì chứ? Nếu ảnh nói có thể qua Hollywood quay phim thì tức là tin mừng. Còn nếu ảnh nói sẽ cùng em qua bển, tức là tin buồn. Anh có muốn em có thể qua Hollywood phát triển sao? Em vừa mới về ăn cơm giao thừa thôi, ngồi chưa ấm ghế em lại đòi đi nữa. Anh đừng có lo quá. Thật ra lúc nãy Michael chỉ luôn miệng nhắc vậy thôi, chuyện còn chưa tới đâu. Nếu thật sự có cơ hội, em định làm gì? Cho dù là đúng, quay bộ phim cùng lắm chỉ khoảng nửa năm thôi. Em thật sự muốn bỏ mặc gia đình này nửa năm không lo gì hết sao? Lúc nãy em vừa mới nghe tin này thôi, bản thân em còn chưa nghĩ đến được. Tối nay là 30 Tết, không phải là mùng 3 khắc khẩu. Anh có thể đừng nói chuyện này không? Em đi tắm. Chúc con mợ sức khỏe dồi dào, vui vẻ hòa thuận, muốn gì được nấy. Cậu giờ mợ mỗi người cho các con bao lì xì. Cảm ơn cậu. Ngoan, cảm ơn cậu. Trời sáng sớm phát lì xì rồi. Sớm gì chứ, 9 giờ mấy rồi. Tối qua chú làm gì vậy? Đến giờ này mới thức dậy à? À không, cùng với đám bạn chơi 8 vòng nhau gì đó. Vòng hết tối nay đủ rồi, qua một năm lại thêm một tuổi. Thiệt thật. Thôi được, vui vẻ gì? May mắn ha. Trời vui vẻ ơi, may mắn ha. Vui vẻ. Ừ, cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn chị. Chú vất lực, mất cả quá lý còn lý lì xì. Còn đâu thể nói như vậy. Cũng như câu không xấu hổ, sống đến 99 có ý nghĩa mà. Ăn được rồi. Ăn được rồi. Yeah. Lại con Nguyên, bánh củ cải này ngọt quá hả? Dĩ nhiên rồi, bánh củ cải của cậu đủ phụ liệu mà. Thầy chị ăn đến không muốn nghỉ luôn đó. Chà, bánh dứa em cứ ăn lý ăn để không cần giảm cân nữa sao? Không hiểu tại sao, thế mợ và chị ba về nhà, hình như em thấy ăn ngon miệng lắm. Mợ ơi,
Lát nữa ăn xong mình định đi đâu? Dĩ nhiên tới nhà bà dì Lâu ra chúc Tết luôn tiện lấy lì xì. Vậy thì mau ăn đi, ăn xong rồi đi. Dạ được. Chúc mừng năm mới. Em làm ơn đi, em làm như người ta mùi mẫn như em, giáo sư Tàu hay sao? Chào! Còn năm tháng rồi. Cái năm, chị đã nói là năm nay em có tài vận mà. Cẩn thận đó nha. Sao hả? Cảm thấy gì mùi mẫn quá sao? Hai người cũng có thể bắt chước như vậy mà, chị không chấp nhất đâu. Cảm ơn, chuyện mùi mẫn như vậy để dành cho hai người đó. Giáo sư Tàu à, thật ra Dượng đã dùng tuyệt chiêu gì có thể dụ ngọt được bà dì phiền phức của tôi vậy? Không lẽ Dượng đã nói câu magic word đó sao? Nếu nói được á, tôi đâu có dụng về như vậy. Cô đợi một lát, để tôi vô coi đến lượt cô chụp x-quang chưa. Cô à, nếu chụp xong không có gì, có phải tôi sẽ được xuất viện không? Bác sĩ có dặn là nếu lần này cô chụp không có gì, cô sẽ được xuất viện bất cứ lúc nào. Cảm ơn cô. Lâu ra, sao rồi? Sao rảnh quá vậy? Đến xem tôi chết hay chưa hả? Bác sĩ nói em bị sao vậy? Sao em ngồi xe lăn? Em đụng trúng chân hay là đập trúng xương sống vậy? Phải, bây giờ tôi bị què rồi, anh hài lòng chưa? Bây giờ mới hơn 3 giờ thôi, văn phòng luật chưa đóng cửa đâu. Chúng ta vẫn còn kịp đến văn phòng luật ký giấy ly dị đó. Đến lúc này rồi em còn nói những câu đó nữa. Bây giờ là lúc nào chứ? Bây giờ em ra đông nổi này, giá nào anh cũng không ly dị với em đâu. Anh xin thề với trời đất, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ chăm sóc em suốt đời suốt kiếp. Anh sẽ làm được mà, em tin anh đi. Cho dù em bị tật thật, anh có bao giờ bỏ mặc em như vậy đâu. Cho dù cả đời em cũng không thể đi lại, anh cũng không rời xa em. Phải rồi, khổ nỗi chân không thể cấy ghép được, nếu không anh sẽ cưa chân cho em liền. Anh yêu, em yêu anh. Thử hỏi anh có bị khùng không? Chẳng thà cưa đôi chân để cấy cho gì, tức là muốn quay ngược lại bắt gì lo cho ảnh. Con người trong những lúc căng thẳng cùng cực sẽ mất hết lý trí, nhưng thông thường những câu nói phát ra trong lúc này đều là câu thật lòng đó. Có nghĩa là đến cuối cùng giáo sư Tào cũng không nói ba chữ anh yêu em với gì? Tuy anh không có nói ra nhưng mà anh có làm là được rồi. Anh lo cho gì như vậy chứng tỏ anh thật lòng yêu gì. Nhiều khi có những chuyện nói thì rất dễ, dùng hành động để chứng minh mới có sức mạnh được chứ. Bây giờ sung sướng rồi, kết cục đại đoàn viên. Hai đứa cũng không tệ, hai đứa đã làm lành với nhau rồi đó. Cô ơi, trong sách nói năm nay cậu bị thái tuế. Làm gì mà xui xẻo quá vậy? Yên tâm đi, cậu hơi xui xẻo chút thôi, nhưng mà quệ định được lắm á. Chờ làm sao di chuyển. Rất có thể ra nước ngoài phát triển sự nghiệp sẽ càng tiến xa hơn. Những việc quen đó nói có lên hay không vậy? Dựa theo thống kê, những sách dựng trình đầu năm nay thông thường chính xác 20-30% thôi mà. Đâu có đâu, con cảm thấy linh nghiệm lắm mà. Nè biết bữa nay tụi con đi chúc Tết các nơi, tức là chùm sao di chuyển rồi. Mấy đứa con đó ráng tập thể dục hơn nữa đi. Thì sao? Dĩ nhiên rồi, đi chúc Tết các nơi, đi nốn mỏi chân luôn. Tức là tất cả chúng ta cũng có chùm sao di chuyển. Ông Cao à, yên tâm đi, nhà của ông thiết kế rất là đẹp, nhất định chúng tôi có thể chào bán giùm ông. Trông cây vào ông nha. Không có gì. Làm ơn ha. Bye bye. Bye bye. Cốc, em tới rồi hả? Uống nước đi Cốc. Cảm ơn. Anh vừa mới về chưa gì đã bán nhà rồi. Anh định qua bên Mỹ phát triển nên định dọn hết tài sản qua bên đó luôn. Anh tin tưởng đến chị sao? Em cũng hiểu con người của anh mà, nếu như không đủ tin tưởng anh không làm đâu. Hơn nữa lần này có cơ hội rất tốt, không lẽ em muốn anh bỏ lỡ sao? Anh định lo xong công việc, tuần sau sẽ cùng em bay qua bển đó. Tuần sau hả? Nhanh quá vậy. Không có nhanh lắm đâu. Anh định vừa đến nơi đưa em đi gặp ông chủ để em ký hợp đồng luôn. Nhưng anh biết lần này nhất định là đáng tin cậy à? Em nghĩ người ta là ai chứ? Người ta là công ty điện ảnh lớn của Hollywood đó. Anh nghĩ lần này ông chủ đó có thành ý lắm. Chẳng những ủng hộ anh làm điện ảnh, nay mai còn mở thêm tuyến quay một loạt phim điện ảnh chuyên đề cuộc sống của người qua ở các nơi cho anh làm giám chế nữa. Chà, dự án lớn đó. Phải. Anh còn định mời em làm đạo diễn, hai chúng ta cùng hợp tác với nhau sản xuất một số tác phẩm vừa ưng ý lại nổi bật nữa. Michael à, em nghĩ em phải suy nghĩ lại.
Đây là một cơ hội rất tốt đó. Nếu là lúc trước em đã hối anh lên máy bay rồi. Chỉ tiếc hôm nay không còn như trước. Cái em phải suy nghĩ không phải chỉ có mình em. Anh cũng hiểu điều đó. Bây giờ em có gia đình, những gì cần lo đương nhiên cũng nhiều hơn. Cảm thấy Tết năm nay đặc biệt vui hơn không? Dĩ nhiên rồi. Lúc trước hàng năm bờ chỉ được nghỉ có mấy ngày rồi phải đi làm ngay, đâu có giống như là năm nay có thể vui với chúng ta. À, đúng rồi Muối Muối à, đừng có đuổi nhau nữa mà. Đừng có đuổi nhau nữa. Đi đi đi. Đi đi. Mỡ. Bé lớn, có chuyện gì vậy? Có phải mỡ đang nghĩ chuyện đóng phim không? Thật ra nếu lần này không thể tham gia phim của chú Cao thì mợ quay đỡ phim người khác đi, chắc chắn sẽ có cơ hội. Bé lớn à, nếu có người cho mợ cơ hội, mợ phải rời khỏi Hồng Kông một thời gian, con nghĩ sao? Nếu xét lập trường cá nhân, dĩ nhiên con không muốn mợ đi. Nhưng nếu đó là một cơ hội hiếm có, con lại cảm thấy mợ nên đi. Tại sao vậy? Đã nói là một cơ hội hiếm có rồi, dĩ nhiên sẽ có một kinh nghiệm hiếm có. Quan trọng là học được những điều mới. Chưa hết, ước mơ của mợ là quay một phim thật hay mà. Nè mợ, ban đầu mợ đã ủng hộ con, bây giờ con cũng ủng hộ mợ lắm. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Mợ cũng biết đó, cậu chú trọng nhất là cả gia đình được đoàn tụ. Con sợ cậu sẽ không thích. Nè, đang năm mới đừng có buồn rầu như vậy. Chuyện sau này chúng ta mới tính. Mấy ngày này chúng ta phải vui vẻ chơi thỏa thích. Ừ. Tội nghiệp quá. Đang nghỉ cũng bắt người ta đi học. Ê, buổi hội thảo hôm nay rất quan trọng. Với chuyện trong này lên đại học của chúng ta cũng coi như bớt chơi đi. Khổ nổi hôm qua, tối hôm qua 3 giờ mấy tôi mới đi ngủ cho nên mang sẵn máy ghi âm rồi nè. Vừa ngồi nghe vừa ghi âm, ngủ gục cũng không có bỏ sót. Học sinh giỏi thiệt ha. Ủa, người đó là Lưu Nhân Nhân mà. Chẳng phải cô đã đi Nhật rồi sao? Chắc là nghỉ phép. Nghỉ phép? Đâu có nghỉ phép nhanh dữ vậy. Cô mới qua bển không bao lâu mà. Nhân Nhân. Anh Nhân. Sao mới đây vậy? Em được nghỉ phép, họ cho em về quê ăn Tết. Em biết là hôm nay anh có buổi hội thảo cho nên đến đây tìm anh nè. Cậu đứng đây làm gì? Cậu vô nghe trước đi được không? Rõ rồi. Rõ rồi. Ủa, hình như anh hơi ốm đó. Có phải anh nhớ em quá không? Cho nên bị mất ngủ phải không? Khả năng đó cũng có, nhưng mà hơi thấp. Em mới ốm đó, sao nét mặt của em mệt vậy? Có phải bên đó... Gặp được anh tất cả đều rất đáng. Nè, bây giờ anh còn vô nghe nữa không? Hả? Những buổi hội thảo này đối với... Thôi mà, em chỉ nghỉ được mấy ngày. Anh coi như là vô với em đi được không? Chịu đi, chịu đi, chịu đi. Em đợi anh gọi điện nữa đã. Alo à, phải, tôi có chút việc không thể vô nghe được. Cậu làm ơn lát nữa nếu có gì có thể lấy tài liệu giùm tôi không? Với lại cậu có mang theo máy ghi âm mà, tối nay cậu sang thêm cuộn băng cho tôi đi. Làm ơn đi. Thôi được, cảm ơn nhiều, bye bye. Quang Hồ. Má ơi, con nằm lấy áo khoác của con mặc rồi. Áo của em cũng quá không thích hợp mặc, lấy áo của anh mặc đỡ có được không? Đây là áo khoác mà mới mua cho anh chiếc bộ. Cô Năm à, áo mới của con đã bị mợ mang xuống đây rồi. Cảm ơn mợ. Đi được rồi. Quang Hồng. Đi đi chơi. Đi đi, nhanh lên. À, xin lỗi nha. À, cậu là... À, con là anh của Nhân Nhân. Chắc chú là chú Cố. Chào. Hello. Con muốn hỏi Vĩnh Nhân có ở đây không ạ? Nó đi học rồi. Cậu tìm nó có gì không? Con muốn hỏi xem em của con Nhân Nhân có tìm cậu ta không? Chẳng phải Nhân Nhân đi Nhật rồi sao? Không lẽ xảy ra chuyện gì? Đúng ra thì nó đang thụ huấn ở bên Nhật. Nhưng mà sáng nay bên Nhật gọi điện cho con, nói là nó ở bên đó đã bỏ trốn, lại còn lấy luôn cuốn hộ chiếu. Họ nói rất có thể nó đã về Hồng Kông. Con thấy Vĩnh Nhân cũng thân với nó, mới đến hỏi coi nó có tìm Vĩnh Nhân không.
có vẻ vui lắm, hay là chúng ta chơi thử đi. Sợ còn chơi nữa, ngồi xuống nghỉ lát đi. Nhưng mà em không có mệt mà. Nè, hay là chúng ta chơi trò đó đi. Lương Tiền nghỉ ngơi một lát. Nhân Dân, có phải em có chuyện muốn nói với anh? Anh không thích chơi vòng xoay sao? Vậy chúng ta chơi trò khác đi. Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Anh nghĩ em có gì chứ? Em đừng gạt anh nữa. Em không vui, có thể nói với anh để coi anh có thể giúp em không? Không có, anh đừng có ép em nữa mà. Anh không có ép đâu, anh quan tâm em thôi. Xin lỗi, em lại gạt anh. Thật ra em không có nghỉ phép. Em đã bỏ trốn về đây. Em bỏ trốn về đây? Em mệt mỏi quá à. Suốt ngày phải luyện tập, ban đêm chỉ có thể lên ICQ trò chuyện với anh. Thời gian còn lại không ai nói chuyện với em hết. Nhưng em cũng không thể bỏ trốn về đây. Em mệt mỏi như vậy, tại sao trên ICQ em không nói với anh? Họ không cho. Họ biết là em có bạn trai, cho nên luôn cả ICQ cũng không cho em chơi. Họ bắt em phải tập trung luyện tập. Luyện tập cực cách mấy cũng không sao, nhưng mà em không muốn xa anh đâu. Hay là chúng ta chơi vòng xoay đi. Cũng được, xoay hết những chuyện không vui đi. Nè bé lớn, không phải hở chút thì cậu quản thúc con, nhưng lần này con đã làm cậu thất vọng lắm. Con xin lỗi cậu. Cậu nghĩ con đã khôn lớn rồi, biết cân nhắc rồi, biết xem trọng học hành, nhưng con không. Con vì bồ bịch bỏ đi chơi, vậy mà con còn gạt cậu mà nó lại đi học. Dạ không, đúng ra con định đi nghe thảo luận, tại con gặp Nhân Dân giữa đường thôi. Kết cục là không đi học, bỏ đi chơi với nó phải không? Trước đó con nói buổi hội thảo này quan trọng thế nào. Nè cậu hỏi con, trong lòng con còn lý tưởng hay không? Con có còn muốn làm bác sĩ không? Anh Quang nói nữa, nghe bé lớn giải thích đi. Bé lớn à, con có biết Nhân Dân đã trốn ở bên Nhật về không? Con biết, nhưng con thấy cổ có vẻ không vui, con muốn coi cổ có gì không thôi. Lần này con có thể vì nó bỏ buổi đó luôn này, lần sau con có thể vì nó bỏ luôn cả học sao? Con không có đâu. Không phải đó, bé lớn đã trưởng thành rồi, nó biết suy nghĩ mà. Trưởng thành thì biết suy nghĩ, có những người còn trưởng thành hơn có biết suy nghĩ đâu. Nè bé lớn, tóm lại cậu nói với con, trong cuộc sống thực tế có nhiều chuyện giống như cá và gấu vậy, không thể được cả hai đứa, chỉ được chọn một. Bây giờ con chọn bồ bịch, thời gian học hành tự động cũng ít hơn, đó là sự thật, con không thể chối cãi được. Con sẽ không từ bỏ học hành đâu. Còn Nhân Nhân là bạn thân của con, nếu cổ có chuyện con càng không thể bỏ mặc. Nè con, thôi đủ rồi, có chuyện để ăn cơm xong rồi mới nói. Bọn trẻ ở dưới đã đói đến bụng cồn cào rồi đó. Bé lớn xuống đi. Tối ngày kêu tin nó. Những gì nó làm phải có người tin mới được chứ. Yên tâm đi, xưa nay bé lớn làm việc luôn có cân nhắc, nó không làm càng đâu. Em nói dễ nghe quá. Nay mai em qua Hollywood, chỉ có một mình anh dẹp bãi chiến trường. Tự nhiên sao anh lại xen chuyện của em vô? Tóm lại anh cảm thấy giữa cá và gấu không thể lấy cả hai được, chỉ có thể chọn một thôi. Để coi em cảm thấy gia đình quan trọng hơn hay là sự nghiệp quan trọng hơn. Ngày xưa có một gia đình họ Dê, gồm có Dê cha, Dê mẹ và Dê con đó. Có một hôm Dê mẹ đi kiếm thức ăn nên để Dê con ở nhà một mình. Còn Dê cha đâu? Dê cha phải đi làm việc mà. Trước khi Dê mẹ chuẩn bị lên đường, mình đã nói với Dê con: nè, ai đến gõ cửa con cũng không được mở cho người lạ đó nha. Rồi Dê mẹ đi. Vừa nói dứt lời không lâu sau liền có vài tiếng vọng đến. Đó là tiếng gõ cửa. Có phải Dê mẹ không muốn sao Dê con nên quay lại không? Nè, Dê con cũng suy nghĩ như là muối muối gì đó, cho nên nó cho rằng mẹ nó về, không cần suy nghĩ cũng không cần nhìn, liền chạy ra mở cửa. Nào ngờ vừa mở cửa, bên ngoài là một con sói dữ. Kế đó con sói đã mau chóng cắn một cái, nuốt Dê con vô bụng luôn. Đừng mà. Vì vậy câu chuyện này muốn dạy cho trẻ con nhất định phải nghe lời mẹ. Nếu Dê mẹ không ra ngoài, ở nhà vui với
núi à, em làm ơn nghe kể chuyện thì đừng có kể lý nữa. Sao thật là vậy đó, nếu như mẹ trở về trông thấy dì con đã bị sói ăn thịt, nhất định nó sẽ rất đau khổ, rất hối hận. Bây giờ kể chuyện thôi, em làm gì mà nhập tâm vậy? Dù em thật sự là dê con đi nữa, cũng không có con sói nào to lớn ăn được em. Mà khuya rồi, mà đi nghỉ đi mà. Ngủ ngon. Mà ngủ ngon. Bye bye, ngủ ngon. Mà ngủ ngon. Cô Cúc, đây là vé máy bay của cô. Thời gian xuất phát là ngày 18 tháng 4 tuần sau. Chuyến bay thẳng từ Hồng Kông đến Los Angeles. Cô coi có vấn đề gì hay không? Không có gì. Cảm ơn cô. Ủa, quay quay, sao sớm quá vậy? Gì? Giáo sư Tào. Hello. Lo vé máy bay trước đi. Nè, lát nữa dì đưa con đến nhà hàng, ở đó bán trà chiều ngon lắm. Ông Tào à, phiền ông kiểm tra coi phần này có sai sót gì không. Nếu không có vấn đề gì tôi sẽ xác định luôn với máy bay cho ông. Ok. Ngày 3 tháng sau đi Kuala Lumpur, vé khứ hồi một người, Ân Lệ Dân. Ngày 5 tây khứ hồi một người đi Sydney, Tàu Tam Tập. Tài liệu đúng hết rồi. Ok, phiền ông đợi một lát. Sao nơi hai người đến đều khác nhau vậy? Dĩ nhiên là không giống rồi. Vì qua Đại Mã biểu diễn, Tam Tập thì đến Sydney dự hội nghị học thuật. Nhưng hai người vừa mới đám cưới, chưa gì đã mỗi người một ngã, hai người chịu được sao? Chúng tôi trọng về chết không trọng về lượng đâu. Cách biệt hơn tân hôn mà. Thì đó, không lý nào đám cưới xong thì luôn cả chút thời gian riêng tư của đôi bên cũng phải hy sinh hay sao? Chúng tôi là hai vợ chồng mà, đâu phải là chim hai thân gì, cần gì phải giống như song sinh chứ. Sau khi đám cưới, nếu không gian riêng tư và mức tự do càng cao thì cuộc hôn nhân đó càng duy trì lâu dài hơn. Người khác nói con có thể không tin, con số thống kê của Tam Tập thì chắc chắn là không sai đâu. Alo. Alo, đúng đó hả? Michael. Phải, em tới hãng du lịch lấy vé chưa? Em lấy rồi. Vậy hả? Vậy anh coi với em cùng anh qua Hollywood nha. Michael à. Cậu à, anh không nói với em nữa, anh đang lo nhiều chuyện lắm. Hôm khác anh liên lạc với em sau nha. Tạm vậy đi, bye bye. Lôi coi tivi nữa, quăng trôi nước đi. Cậu ơi, cho con coi hết đi, tiếc cười quá à. Em à, ăn trôi nước. À phải, lần trước không được đoàn tụ, lần này bù lại đi. Em đừng có nói lung tung nữa, ai nói không được đoàn tụ gì chứ. Có một chuyện mà muốn nói với các con. Mợ đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, cuối cùng hôm nay mợ đã có quyết định. Mợ muốn nghe ý kiến của các con. Có chuyện gì đợi ăn xong trôi nước rồi mới nói. Trước sau gì chúng cũng biết chuyện này. Mấy hôm trước chú Cao gọi điện cho mợ. Chú muốn mợ cùng chú qua Hollywood làm việc. Mợ qua Hollywood hả? Vậy thì mợ có thể quay những phim lớn mang tính cách quốc tế rồi. Hy vọng là gì? Mợ chừng nào mợ lên đường vậy? Nếu như đồng ý thì tuần sau sẽ lên đường. Hả? Sao gấp quá vậy? Mợ sẽ đi bao lâu? Nếu như quay phim thuận lợi, mợ nghĩ khoảng nửa năm sẽ trở về. Hả? Nửa năm? Mợ ơi, mợ đến Hollywood đích thật sao? Không đi kích được không? Muối muối à, mợ đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Không lẽ cô không muốn mợ có thể tìm được lý tưởng của mợ sao? Mà đến Hollywood đất bằng xa vậy. Xa lắm á, phải ngồi máy bay mười mấy tiếng lận. Vậy thì cô không gặp được mợ. Mợ ngoan ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Nè, tuy là Hollywood rất xa, nhưng mà bây giờ khoa học rất tiến bộ. Hàng ngày chúng ta đều có thể gọi điện thoại nè. Mỗi tối đều có thể kể chuyện cho con nghe. Mợ sẽ lắp một webcam thì muối mới có thể lên mạng gặp mợ rồi. Con không muốn lên mạng gặp mợ. Con muốn mợ ở nhà mỗi tối cùng chơi với con, kể chuyện cho con nghe. Tôi đi mua muối, đừng nhõng nhẽo nữa. Nửa năm chớp mắt sẽ qua liền. Phải đó, bây giờ mợ đi làm việc chứ đâu phải đi chơi đâu. Không chừng mợ cần có thể lấy câu chuyện mà muối muối thích quay thành phim nữa. Phải đó, không chừng cần có thể làm luôn chuột Mickey và Batman cũng hay luôn ha. Em không cần chuột Mickey, em không cần Batman. Mợ muối muối à, đừng làm vậy. Cậu ơi, cậu giúp con khi mợ
Con khờ quá đi. Mợ nói đùa với các con thôi, vậy mà muối muối cũng tin. Thật hả? Cho dù muối muối chịu xa mợ, mợ cũng không muốn xa muối muối đâu. Mợ sẽ không đi Hollywood nữa hả? Bây giờ mợ thấy muối muối buồn như vậy, mợ không đành lòng bỏ đi một mình vậy đâu. Muối 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 à, ăn trái nước đi. Cậu đi lấy trái nước cho con nghe. Các con tự lấy đi. Lúc nãy làm vậy tức là sao? Em cũng thấy rồi đó, muối muối buồn như vậy. Nếu không nói vậy thì sao? Em cũng biết muối muối lưu theo em mà em không bàn trước với anh. Đi nói với bọn trẻ là qua Hollywood. Anh lôi muối muối ra gây áp lực với em sao? Anh có nghĩ đến cảm xúc của em không? Bây giờ tại em đòi gì lý tưởng không lo cho gia đình này. Em nói không lo cho gia đình hồi nào? Em đã nói rồi, em chỉ đi khoảng nửa năm thôi. Nửa năm lận? Bao nhiêu chuyện có thể xảy ra? Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Em hiểu rồi. Lần này người kêu em qua Hollywood là Steven chứ không phải là Michael. Anh sẽ không có phản ứng như vậy. Anh biết Michael không có em sẽ không ảnh hưởng đến chuyện quay phim. Nhưng mà gia đình này không có em thì hoàn toàn không được. Anh không cần nói bóng gió nữa. Cho đến hôm nay anh vẫn không tin em và Michael. Không phải anh không tin em mà là anh không tin Michael. Anh ăn nói dòng do làm nhiều động tác giả chỉ vì ghen bóng ghen gió thôi. Phải rồi, em coi anh nhỏ mọn cũng được, ghen tu cũng được. Em vì anh, vì gia đình này, đừng đi. Có được không vậy? Em chỉ vì theo đuổi lý tưởng của em thôi. Không lẽ như vậy cũng sai? Tại sao hai người phải đám cưới chứ? Chỉ vì muốn cùng chung sống với nhau thôi. Chúng ta là vợ chồng, càng phải thông cảm lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Trời, chú cứ ăn như vậy, vừa về đến nhà mọi thứ đã bị chú ăn hết rồi. Tại đói bụng thôi, tôi sẽ mua gói mới trả cho anh. Lần trước chú ăn kem của tôi cũng nói là mua trả cho tôi, vậy có mua thật, nhưng mà tôi trả tiền. Đừng nhỏ mọn quá mà. Rồi, để tôi lượm cho, lên xe trước đi. Để tôi giúp anh. Không cần đâu. À phải, mấy ngày qua không gặp cô Cốc. Không biết chuyện cổ qua Hollywood suy nghĩ như thế nào rồi. Cậu Chí Tu, anh đừng có theo đuổi vợ của người ta nữa. Đến nỗi bất chấp thân phận của anh được không? Đi nói những câu đó trước mặt chồng ta, chọc tức hay khoái chí vậy? Nè, tôi theo đuổi vợ người ta hồi nào? Có hay không tự anh biết, đi thôi lượt. Đại ca Nguyên, anh ngại nói với người ta thôi. Hôm nay tôi sẽ hỏi rõ giùm cho anh. Tôi nghĩ chắc hai người hiểu lầm rồi. Lần này kêu cổ qua Hollywood chẳng qua là mến sự nhiệt tình làm việc của cổ thôi. Nhiệt tình? Anh thấy cổ có thân tình nữa thì có. Cả đài đều biết anh có ý với cô Cốc. Nếu không lúc trước anh đâu có kêu cổ quay những cảnh hôn nhau. Nè, nè, anh đừng có nói lung tung có được không? Tôi có nói lung tung à, tại anh làm bậy thôi. Lúc thì kêu người ta đóng phim, lúc thì dẫn người ta qua Hollywood. Kẻ mù cũng biết anh đang làm gì. Anh đừng có ăn nói lung tung, bị đặt lung tung nghe chưa? Nếu như không có gì, anh giáp mặt giáp mày đứng trước mặt chồng ta nói rõ đi, anh có cảm tình với cổ hay không? Cho dù tôi có cảm tình với cô Cốc thì sao? Không có nghĩa tôi sẽ làm như vậy. Đại ca Nguyên, có âm mưu thật đó nghe. Trái nhà lòi mặt chuột rồi đó, rõ ràng muốn phỏng tay trên. Nếu tôi muốn phỏng tay trên người ta, cũng phải coi cơ bản của tay đó có vấn đề, tôi mới có thể phỏng tay trên được. Nè, tôi đã dạch mặt anh quá rõ rồi, anh còn nói những câu kênh kiệu đó hả? Bây giờ tôi mới hiểu tại sao trên đời lại có nhiều chuyện nhảm nhí. Chỉ vì có những biên kịch thấp hèn như anh làm mưa làm gió ở đây. Anh nói ai là biên kịch thấp hèn? Ai bịa ra những kế dởm đó, người đó là biên kịch thấp hèn. Nè, đừng đánh, đừng đánh nữa, đừng đánh. Thật nha, nhưng con có biết không, thật ra bướm bướm thích nhất là được bay tự do và tự tại đó.
Nếu con dùng cái hộp này nhốt nó sẽ không thể bay được, sẽ ưu uất đến chết. Con cũng đâu có bố thí con bướm tội nghiệp như vậy, có phải không? Hay là con thả nó ra đi, để nó tự do tự tại, vui vẻ bay lên trời, chịu không? Thả nó ra cho được. Muối muối à, sao con lâu vậy, có gì không? Thật ra bướm bướm thích nhất là được bay tự do tự tại đó. Sao con nhìn bản đồ vậy muối muối? Muối, Hollywood mình mở đi ở đâu vậy? Nè, Hollywood hả? Nằm ở Cali của Mỹ đây nè. Còn Hồng Kông thì ở chỗ này. Cũng đâu có xa lắm đâu. Mà ơi, chừng nào mình đến Hollywood vậy? Muối muối không muốn mà đi Hollywood mà. Đúng là con không muốn. Con muốn mà giống như là con bướm gì đó. Tự do tự tại, vui vẻ hạnh phúc. Mày đi.